Sau khi cứu thành công 3 người ở xã Bả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc chia sẻ: bản thân anh cảm thấy rất hạnh phúc khi đã cứu được 3 người dân trong tình huống nguy cấp. Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết, chiều ngày 10 tháng 6, anh cùng đồng đội hỗ trợ vận chuyển du khách và hành lý khỏi khu vực bị nước lũ chia cắt trên địa bàn xã Bả Vi. Vào khoảng 17 giờ, tại đoạn km 06, đoạn qua suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường phát hiện 3 người dân băng qua suối và bị lũ cuốn trôi. Thời điểm trên, Thượng úy Tường thấy một người đàn ông đang đứng chất chới giữa dòng suối. Một người phụ nữ và một nam giới khác bị dòng lũ mạnh cuốn đi. Theo anh, khoảnh khắc trên chỉ diễn ra trong chốc lát và lúc đó anh đã ra quyết định rất dứt khoát. Thời điểm anh lao ra cứu dân, trên người anh chỉ khoác một áo mưa, dây phản quang, không mặc áo phao. Mặc dù trong tình cảnh nguy cấp như vậy, nhưng anh cho biết không sợ. Trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là cứu người dân. Sau khi cứu sống 3 người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết bản thân vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ sơ tán du khách cùng hành lý đến nơi an toàn. Được biết, 3 người dân gồm 2 vợ chồng là Súng Mí Dính, 43 tuổi, vợ là Vừa Thị Thò, 44 tuổi và con trai là Vừa Mí Bó, 19 tuổi, cùng chú tại thôn Lũng Chu, xã Thượng Phùng, đang trên đường đi làm thuê trở về nhà thì gặp nạn. Hiện cả 3 người sức khỏe đã ổn định, được tổ công tác đưa về nhà dân tại xã Bả Vi ở tạm. Trước đó, do mưa lớn tối ngày 9 và rạng sáng ngày 10 tháng 6, tại huyện Mèo Vạc và một số huyện bị nước lũ chia cắt, hơn 100 cán bộ cảnh sát giao thông xuyên đêm hỗ trợ hơn 1.000 du khách đến vị trí an toàn. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường. Bộ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Giang có các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân, qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị, do tình hình mưa to kéo dài đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6, trên địa bàn của tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã làm 3 người chết, nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân bị thiệt hại. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân. Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, mưa lớn trong đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10 tháng 6 đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Tại huyện Hoàng Su Phì, mưa lũ đã cuốn trôi 2 bố con. Tại xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, mưa to khiến ta luy dương sạt lở, làm 1 người tử vong. Toàn tỉnh Hà Giang thiệt hại trên 9 hectare hoa màu, hàng trăm nhà dân bị sập, ngập úng, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, một số tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 100 phương tiện xe ô tô và xe máy bị ngập nước. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 19,5 tỷ đồng. Ở gia đình nhà tôi bây giờ thì nước là vào ngập trong nhà lênh láng hết rồi, mà không phải những nhà tôi mà hàng xóm cũng thấy hết. Nước trong nhà bây giờ lội lên đến nói không phải lội lút hết đùi rồi. Đồ đoàn ở dưới nhà rồi, đồ ở bên chỗ cái xưởng rửa xe này là cũng đi hết, không còn cái gì nữa. Còn nước từ lúc 4 giờ sáng đến bây giờ nó lên khoảng tầm 40 phân. Coi như ngập hết máy điện tử các thứ, vừa đi cứu từ lúc 3 giờ sáng đến bây giờ. Còn chị cô thì bán gạo đại lý ở dưới này thì cũng ngập hết sạch rồi. Anh em cũng huy động lực lượng xuống hộ gia đình, cũng chỉ được một phần thôi, không được 100% đâu, bởi vì nước nó lên nhanh quá. Nói chung là dân quân rồi là công an rồi là bộ đội rất là nhanh và rất là giúp đỡ nhiệt tình. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xuống giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định cuộc sống. Cái lượng nước dồn về lưu lượng nó khoảng độ 4.000 mét khối trên giây. Đấy, thì do vậy là đã xảy ra cái ngập úng cục bộ ở địa bàn thành phố, gần như là các cái xã phường đều bị ảnh hưởng. Ngay sau khi mưa bão như vậy, tỉnh chỉ đạo cho các cái cơ sở bám nắm địa bàn để chỉ đạo kịp thời và khắc phục cái thiệt hại gây ra. Lời là cục bộ thì là cũng đã được khắc phục, đảm bảo cho du khách từ ở các huyện về cũng như là từ đây đi lên các huyện, chúng ta đảm bảo sẽ thông suốt. Sau khi nhận tin của người dân lúc 3 giờ sáng thì đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị cùng các cái dụng cụ, phương tiện. Đấy, nó xảy ra rất nhiều điểm.
đặc biệt là cái khu trường nội trú, khu Phương Thiện và một số điểm nữa. Đấy đã giúp dân di chuyển tài sản rồi các cái dụng cụ phương tiện của các hộ gia đình và người dân. Đặc biệt nữa là có một hộ gia đình có 4 người mà không thể thoát ra ngoài được. Mà trong khi đó là nước ngập sắp không thể thoát ra ngoài và đơn vị đã trực tiếp phá rỡ nóc nhà để cứu được 4 người gồm có 2 vợ chồng và 2 trẻ nhỏ thoát được ra ngoài an toàn. Trước thực tế mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, nhất là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ xảy ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống mưa lũ và coi việc phòng chống mưa lũ là nhiệm vụ chính. Khi có mưa lũ, người dân tự giác tham gia và sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để ứng cứu, khắc phục kịp thời nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, bọ xít đen là một loại côn trùng không xa lạ với người dân, đặc biệt là với những người nông dân. Chúng là kẻ phá hoại các vụ lúa với khả năng hút nhựa cây, gây hại trong mùa màng. Thế nhưng hiện nay, loài côn trùng này bỗng trở thành hàng hot mới trên thị trường với giá thu mua được cho là cao ngất ngưởng, lên tới 8 triệu đồng 1 kg. Trên các trang mạng xã hội, nếu quý vị tìm kiếm từ khóa là mua bọ xít đen, không khó để bắt gặp các bài viết tìm mua loại côn trùng này trong các hội nhóm. Theo ghi nhận, các thương lái đăng tin mua bọ xít đen trên các hội nhóm tại nhiều địa phương như là tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hay là Thanh Hóa với giá cao ngất ngưởng, dao động từ 3 đến 8 triệu đồng 1 kg tùy loại. Theo các thương lái, cái loại này không dùng để làm thực phẩm mà được các thương lái Trung Quốc mua về để làm thuốc. Trong đó, bọ xít sống thì được bán với giá là 300.000 đến 350.000 đồng 1 kg, còn bọ xít đã phơi khô thì có giá là 900.000 đến 1 triệu đồng 1 kg. Theo anh NHG, một thương lái thu mua bọ xít đen cho biết, anh gom hàng để bán cho thương lái Trung Quốc. Theo anh G, họ đặt vấn đề muốn thu mua bọ xít đen với giá cao, có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu nên anh đăng bài trên các hội nhóm để gom được nhiều. Họ chỉ lấy loại đã sấy khô và loại này thì có giá rất cao. Cũng theo một thương lái khác có tên là DVT thì thương lái Trung Quốc chỉ bảo rằng mua bọ xít đen để làm thuốc, còn thuốc gì thì anh không biết. Anh chia sẻ rằng anh cũng thu gom bọ xít đen và các loại côn trùng khác để bán cho một thương lái bên Trung Quốc. Họ thường đặt mua quanh năm nên cứ có hàng là anh gửi đi. Ngoài ra khách của anh cũng ở nhiều nơi, khách xa thì thường mua loại khô để tiện gửi đi và bảo quản, còn ở gần có cả người bán loại bọ xít đen còn sống. Anh Tê bắt đầu thu mua bọ xít đen từ năm 2017 đến nay. Bất kỳ thời điểm nào, cứ ai bắt được bọ xít đen là anh đều mua hết và giá cả thì phụ thuộc vào từng thời điểm. Hiện tại bọ xít non đang được thu mua với giá rất cao, từ 6 đến 7 triệu đồng 1 kg. Với loại khô, nhiều thương lái còn thu mua với mức giá là 8 triệu đồng 1 kg. Còn theo thương lái có tên là NKA, hiện các thương lái Trung Quốc không còn thu mua bọ xít đen nữa vì thực tế rất khó mua và không còn ai bán nữa. Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, bọ xít đen hay còn gọi là bọ xít hôi là loại bọ xít thuộc họ Podobidae. Chúng thuộc bộ Hemiptera và là loài gây hại trên cây lúa. Đặc điểm hình thái của bọ xít đen là trứng hình cốc, mới đẻ có màu xanh nhạt, sau đó thì có màu nâu đỏ hoặc là màu nâu sẫm. Trứng đẻ thành ổ xếp hai hàng. Bọ xít đen mới nở hình hơi tròn, mắt kép màu đỏ, thân màu đỏ nâu, không cánh và đẩy ít sức thì sẽ là màu cho nâu. Con trưởng thành màu nâu đen, con cái có thân dài hơn con đực, thân có hình bầu dục, lưng và bụng nhô ra như nhau. Phiến mai dài tới cuối bụng nhưng bề ngang không che hết bụng. Phiến giữa và phiến cạnh của đầu thì dài bằng nhau. Góc trước mảnh lưng ngực mọc ngang ra một gai không dài, không nhọn. Góc cạnh mảnh lưng ngực trước có một mấu lồi ngắn, không nhọn, mắt đơn màu đỏ nhạt, bàn chân và râu màu nâu cho. Bọ xít trưởng thành thì hoạt động giao phối phần lớn là từ 6 đến 7 giờ chiều, mỗi con cái giao phối 4 đến 5 lần, sau giao phối khoảng 1 tuần thì đẻ trứng. Một con cái có thể đẻ từ 10 đến 600 trứng, trung bình là trên dưới 190 trứng. Bọ xít trưởng thành đẻ trứng trên bệ lá cách mặt đất 10cm trở xuống, có khi đẻ ở chóp lá lúa hoặc trên cỏ dại. Trứng đẻ thành hai hàng, bọ xít non mới nở sống tập trung quanh vỏ trứng, đến tuổi 2 thì phân tán, nấp dưới khóm lúa để hút nhựa cây. Từ sau tuổi 3 trở đi thì hoạt động giống trưởng thành. Điều kiện phát sinh của bọ xít đen là vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Bọ xít đen thích ứng với nhiều giống lúa và có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất thuận. Ruộng cây sớm lốp, nhiều cỏ dại thường bị bọ xít đen phát sinh gây hại. Ruộng lúa nước bị hại nặng hơn ruộng lúa cạn.
lúa giai đoạn trổ bông bị hại nặng, đặc biệt là khi ruộng không bổ sung thêm nước trong quá trình chín.